Tập 13. Mẹ muốn nói với con vài lời tận đáy lòng. Mẹ nói Chi Lan nghe đi. Miệng con cứ luôn nhắc đến Chu Nguyên Chương. Mẹ là người từng trải, đương nhiên nhìn ra được chút nguyên do. Con thật sự nói có vẻ không thật lòng. Người con nhớ đến thật sự là Nguyên Chương. Mẹ, mẹ hỏi như vậy con thật sự không biết trả lời sao? Con nghĩ sao thì cứ nói vậy đi. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước ở trong quân trại, mỗi ngày sáng tối gặp nhau cũng không có cảm nhận gì đặc biệt. Nhưng mà bây giờ Nguyên Chương bỏ đi, con cảm thấy giống như mất một người bằng hữu rất quan trọng. Sự dằn vặt đó rất khó chịu. Sự dằn vặt này có mùi vị gì mẹ cũng từng cảm nhận. Mẹ khuyên con dứt bỏ sự dằn vặt này, đừng sa vào lưới tình. Trong quân trại mấy vạn nam nhi, chẳng lẽ không được lòng người nào sao? Mẹ, mẹ muốn con nói thật lòng không? Ừ. Con không để ý được người nào hết. Xem ra phải tìm Chu Nguyên Chương về cho bằng được. Thôi thôi, đừng có ồn nữa, đừng có la lối nữa. Hôm nay lão gia nhà ta có lòng từ bi nên bố thí cho các người. Nghe cho kỹ đây, thầy phiên nói câu tốt lành cho lão gia đi ha. Tiểu dân nói, chúc cho lão gia của ông sống lâu trăm tuổi, phúc thọ song toàn. Đa tạ. Đa tạ. Chúc cho lão gia nhà ông phát tài phát lộc. Lên đi. Cái tên ăn mày này dám đùa với ta nữa hả? Nè, huynh hãy nói về lời tốt đi. Còn không nói hay là về đi. Tiểu nhân nói trước nha. Không, ta muốn hắn nói ngay bây giờ. Ta làm quản gia bấy lâu nay chưa từng thấy ai ăn xin giống như hắn. Nói đi. Cuốn kiếm. Nè, sao có thể tùy tiện đánh người? Ta đánh một tên ăn mày liên quan gì tới ngươi? Đại ca. Đại ca. Đại ca. Sư huynh lại đã đông nổi này. Đại ca, quý tỉnh lại đi. Đại ca. Đại ca, quân cảm thấy thế nào? Đại ca, sao quân lại đau nông nổi này? Hả? Đại ca, quân đừng làm đệ sợ mà. Đại ca, đây là quân bảo nè, quân không nhớ sao? Không được, đệ phải đưa quân đi tìm đại phu. Vì quân đại đây, xin hỏi gần đây chỗ nào có đại phu vậy? Đại phu thì không có, nhưng mà mấy thứ như than hoàng tán cao. Hả? Ý? Quân bảo, sao lại là huynh? Lưu tiên sinh, quân ở đây tốt quá, mau bắt mạch cho đại ca của tôi đi. Con quân ấy thật ra đã bị gì? Hả? Không phải là Nguyên Chương sao? Xem ra quân ấy bị bệnh rồi. Phải, lúc tôi phát hiện quân ấy đã bị ngất xỉu, khó khăn lắm mới cứu quân ấy tỉnh lại. Nhưng mà sau khi tỉnh lại, cả người quen quân ấy cũng không nhận ra. Xem ra bị bệnh không có nhẹ, bảo con quân ấy thế nào đi. Được, để tôi coi. Thế nào? Xem ra bệnh của Nguyên Chương không đơn giản đâu. Hả? Trong một lúc chưa biết chính xác. Nhưng mà vậy đi, hãy đưa huynh ấy đến hàng xá một chuyến, biết đâu chừng có thể sẽ có thu hoạch bất ngờ. Không lẽ nhà huynh có linh đan diệu dược? Không chỉ linh đan diệu dược, tôi nói cho huynh biết, Thành Lạc Quốc Sư đang ở hàng xá. Hả? Y thuật của ông ấy hơn tôi gấp trăm lần. Thì ra Thành Lạc Quốc Sư cũng có ở đó. Vậy chúng tôi tới đó thật đúng lúc. Đại ca huynh được cứu rồi. Chúng ta mau đi đi. Đi. Lưu tiên sinh, nếu không phải huynh dẫn đường, e là chúng tôi cũng không thể ra khỏi trận tảng đá kỳ diệu này. Quả nhiên không thoát khỏi pháp nhãn của quân bảo. Không giấu gì huynh, đây là một thạch kỳ trận do Thành Lập tiền bối phỏng theo bát trận đồ của gia các võ hồng mà bố trí. Nếu không biết trận bát quái ngũ hành, e là sẽ khó mà ra khỏi đây.
ý. Kỳ trận mà Thành Lạc tiền bối bố trí có dụng ý gì? Những ngày gọi mưa gọi gió của Thành Lạc tiền bối đã qua. Tuy rằng sống cuộc sống bình thường, nhưng mà ở trong giang hồ thân bất do kỷ, cái được gọi nhiều nơi ẩn nấp, lúc nào cũng phải đề phòng. Có người đến tìm ông ấy trả thù. Đúng là vì cậu nhân lo nghĩ sâu xa, tôi rất khâm phục ông ấy. Đừng nói nhiều nữa, chúng ta đi mau. Nè, cẩn thận nha. Đại tiểu thư, đại tiểu thư, đại tiểu thư, khuôn mặt những cái xác này đã khó nhận ra được. Có vài người giống như Chu Nguyên Chương, thuộc hạ đã cho người an táng họ đàng hoàng. Đại tiểu thư đừng có qua đó nữa. Quỳnh tránh ra. Đại tiểu thư. Quỳnh tránh ra. Quỳnh đừng tưởng tôi không biết trong lòng Quỳnh đang nghĩ gì. Nếu như Chu Tổng Binh chết thì sẽ không có ai cướp được quan phong của Quỳnh, phải không? Nhưng tôi nói cho Quỳnh biết, tôi không tin Nguyên Chương đã chết. Tôi sẽ không tin. Đại tiểu thư. Từ khi chúng tôi đến quân trại của Quách đại soái, chúng ta đã cùng luyện thương luyện kiếm, sống chết có nhau. Không lẽ thuộc hạ không bằng tên Chu Nguyên Chương đó sao? Chu Nguyên Chương, Quynh không thể chết. Quynh không thể chết. Không phải Quynh từng hứa với tôi sẽ chiến thắng trở về sao? Quynh không thể chết. Tôi sẽ không để cho Quynh chết. Quynh về đi Nguyên Chương. Sư phụ, coi con đai về đi. Thành Lạc quốc sư, ông còn nhớ chúng tôi không? Thì ra là Quân Bảo, Nguyên Chương hai cậu đó à? Lâu ngày không gặp, quốc sư vẫn khỏe chứ? Quân Bảo, cậu khách sáo quá. Lão phu đến bước đường cùng, bản thân lo không nổi, còn quốc sư gì nữa. Năm xưa quốc sư quét mây thét gió, muốn người biết đến. Bây giờ là tâm xuất thị phi ngoại, tích từ dinh nhục trung, đã là một cảnh giới khác của đời người. Nói rất hay. Thị phi dinh nhục đã qua, chi bằng bây giờ một chung rượu. Nè, cậu hãy cùng lão phu uống một chung đi. Nè. Cảm ơn. Nguyên Chương cậu ấy à, cậu biết đại ca của tôi đã bị bệnh gì, ngơ ngơ ngác ngác đi điên khùng khùng, khiến cho tôi rất lo lắng. Phải đó sư phụ, mau coi bệnh của Nguyên Chương thế nào. Đi lấy kim đi. Dạ. Sư phụ. Đại ca, mau cho Nguyên Chương uống chung rượu ấm. Dạ. Nè đại ca. Đại ca, Quynh có nhận ra đệ không? Đây là Quân Bảo nè. Đại ca, đại ca, sao lại như vậy? Nóng nảy đã. Nguyên Chương chỉ bị trúng phong tà, hoặc là đã chịu sự kích động quá mức, một thời gian nữa nhất định sẽ hồi phục. Quốc sư, phải chẳng đi cho Quynh ấy uống thuốc gì không? Điều mà bây giờ cậu ấy cần là phải nghỉ ngơi. Thiên thượng phù dân tự bạch y, tư tu cải biến như thiên cẩu. Nhớ năm xưa lão phu làm quan triều đình, còn Nguyên Chương là khâm phạm mà triều đình đang truy nã. Nay lão phu là một thường dân, nhưng lại ở đây trị bệnh cho cậu ấy. Số phận này, thế gian này, mọi người nói có phải là rất kỳ diệu không? À, đây là chuyện quân sự, cậu cũng phải nói với ta. Dạ. À, Chi Lan xin thỉnh ăn cha. À, Chi Lan tới rồi hả? Tô Trung, chào đại tiểu thư. Sao là huynh? Trong quân trại có biết bao nhiêu chuyện lớn huynh lại không làm, sao có nhà hứng đến phụ sớ uống trà? Con gái cưng của cha, Tô Trung có chuyện đến bẩm báo thù. Vậy phải, vậy phải. Vậy sao? Thôi được, có quân tình khẩn cấp gì huynh báo cáo cho tôi biết đi. Điều này hãy coi công chúa bướng bỉnh này, con gái của ta cũng không phải đèn tiết kiệm dầu nè. Có chuyện gì cứ nói trước mặt Chi Lan đi. Dạ. Nói có đi. Có chuyện gì Quỳnh nói mau đi, đừng ấp úng nữa. Thuộc hạ Tô Trung chỉ muốn tốt cho đại tiểu thư.
đã tìm khắp nơi cũng không thấy Chu Nguyên Chương. Có thể xác cũng không còn, có thể chết không chỗ chôn thân. Vậy tại sao còn phải làm mất tuổi xuân tươi đẹp của đại tiểu thư chứ? Chi bằng sao hả? Quỳnh nói mau đi. Chi bằng chọn Thừa Long Giai Tế khác sánh đôi đi. Ai là Thừa Long Giai Tế? Nếu như không chê, tôi trung nguyện suốt đời kề cận sống chết có nhau, không phụ lòng đại tiểu thư. Không thể nào. Đại tiểu thư, tôi trung đối với đại tiểu thư đã ái mộ từ lâu, hơn nữa một lòng trung thành không có gì thay đổi. Quỳnh nghe rõ điều tôi nói chưa? Tôi nói không thể nào là không thể nào. Sau này cả suy nghĩ Quỳnh cũng đừng nghĩ đến. Chi Lan, nhất định là đại tiểu thư chưa quên được tên khốn đó. Tô Trung này không giết được Chu Nguyên Chương, thế không làm người. Tiền bối xem. Tiền bối, tôi thấy bộ dạng này của đại ca thật sự rất đau lòng. Lão phu thấy cậu không cần phải lo lắng quá. Cảm ơn tiền bối an ủi. Nhưng mà Quân Bảo, những gì sư phụ nói nhất định có đạo lý của mình, để không cần phải lo lắng quá. Chỉ có Bá Ôn là hiểu tâm ý của lão phu đây. Tiền bối, chẳng bối vẫn là không hiểu. Tục ngữ có câu, hồn bất phụ thể, chỉ là tạm thời nguyên thần rời khỏi, nhất định sẽ sớm phục hồi vượt qua nạn này. Nhưng dạng bối thấy đại ca của mình như vậy, làm sao mà an tâm được? Quân Bảo, lão phu biết lâu nay cậu rất nghĩa khí, lại nóng lòng cứu người. Thôi vậy đi, nếu cậu có thể ở bên giường bệnh của cậu ấy tụng niệm nhiều lần, tụng kinh cầu phúc, biết đâu có thể giúp cậu ấy sớm hết bệnh và sớm hồi phục nguyên thần. Có thật không? Vậy cần bao nhiêu thời gian? Điều này rất khó nói. Cái được gọi tinh thành sở chí, kim thạch di khai. Quân Bảo, cứ cố gắng thử xem, biết đâu sẽ có hiệu quả không ngờ được. Được, vậy dặn bối sẽ bắt đầu tụng kinh cầu phúc cho đại ca của mình. Quả phước chu môn, duy nhân tự chiêu, thiệt ác chi báo như ảnh tùy hình, thì dị thiên địa hữu ti quá chi thần, thì đạo tắc tiến phi đạo tắc thối, bất phục tà quái, bất khí ám thất, tích đức lũy công, từ tâm du vật, trung hiếu hữu đệ, chính kỵ quá nhân, căn cô tuất quả, kính lã hoài ấu, phu tâm khởi du thiện, thiện tuy dị di. Thiện tuy dị di, di các thần tùy chi, hoặc tâm khởi du ác. Quân Bảo, đã 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ, không ăn không uống, ngồi đó mà tụng kinh. Cái tình dành cho Nghĩa huynh thực sự là hiếm có. Điều như tiếp tục như vậy, con sợ là Quân Bảo sẽ gục ngã. Không, con đừng vào đó. Cậu ấy chịu được. Con yên tâm đi. Hơi! Sư huynh, đừng đi theo tôi nữa. Sư muội, không lẽ muội phải đi tìm tên Quân Bảo đó thật sao? Chuyện của tôi đừng bận tâm. Được, cho dù là huynh cho muội đi, nhưng sư phụ sẽ đồng ý hay sao? Đừng để sư phụ ra dọa tôi. Chuyện của bản thân tôi biết phải làm sao. Đi đi. Sư muội. Sư phụ đến rồi, xem ra mình không thể nào đi được. Sư phụ, sư muội chỉ nhất thời hồ đồ, mong sư phụ tha thứ. Uống công sư huynh ngươi còn cầu xin cho ngươi. Sư phụ, đệ tử biết lỗi rồi. Ngước đầu lên đi. Ngươi thật lòng biết lỗi rồi chứ? Dạ. Người nói dối. Sư phụ, sư muội đã bị tên Trương Quân Bảo đó mê hoặc. Kẻ thật sự đáng tội chết là tên họ Trương đó. Quả là đó không sai. Tên tiểu tử Trương Quân Bảo đã gạt chúng ta, cũng đã gạt Tuyết Ưng, thật sự đáng tội chết.
Sư phụ, hôm nay tội chết ngươi có thể tha, nhưng tội sống khó tránh khỏi. Sư phụ, đây là ngũ độc tan. Cái nào uống vào mỗi lần cách 5 canh giờ sẽ đau đầu muốn nứt ra. Ta làm vậy cũng vì sợ Tuyết Ưng tiếp tục phạm sai lầm. Cô yên tâm, đợi chúng ta giải quyết xong tên tiểu tử họ Trương đó sẽ trở về giải độc cho Tuyết Ưng. Tuyết Ưng, đại ca, đại ca, đại ca, đại ca, đi đâu vậy? Con, đại ca, đại ca. Quân Bảo, Quân Bảo, để tỉnh lại đi. Đại ca, đại ca, quân Dương đã đệ rồi hả? Tốt quá. Cái gì tốt? Tốt là tốt, chúng ta về đi. Nhưng mà về đâu? Nhà của Lưu Tương Sinh. Bây giờ chúng ta đang ở nhà của Lưu Tương Sinh. Nè, về đi, về đi. Đi. Sư phụ, chúng kìa, bắt lại. Mộc Thạch kỳ trận. Cái gì Mộc Thạch kỳ trận? Theo đi. Mau 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 mau. Đây là Mộc Thạch kỳ trận gì? Làm sao để biết đi? Lưu tiên sinh dẫn chúng ta đi một lần rồi. Sao quý lại không có ấn tượng? Lúc đó quy tần của quý còn chưa trở về. Nè mau. Quân Bảo, Nguyên Chương đâu? Mới sáng sớm, không biết là hai người họ đã đi đâu. Tên là tiền bối. Tên là tiền bối, không hay rồi, xin tức liệt và quả là tìm tới nơi rồi. Họ đi vào từ con đường nào? Chúng tôi cố tình dù họ đi từ con đường Mộc Thạch kỳ trận vào. Nhốt họ trong Mộc Thạch kỳ trận cũng tốt. Không được, Xích Tức Liệt không phải kẻ tầm thường, hắn nhất định sẽ hiểu được bí quyết trong đó mà ra khỏi được. Sư phụ, không đúng rồi, con đường này hình như chúng ta đã đi qua. Vậy sao? Bọn họ chỉ có hai người, chúng ta đông người đừng có sợ. Vậy phải. Nói vậy là sai rồi. Lão phu đã là phế nhân, cả ba người lại không thể đối phó được Xích Tất Liệt. Sư phụ, ý của sư phụ là sao? Từ đầu sư phụ đã bói được hôm nay sẽ có nạn kiếp này. Cách đây 3 tháng, sư phụ kêu quan đạo sẵn đường hầm thông đến đồng ruộng, có thể dùng được rồi. Đường hầm? Đường hầm ở chỗ nào? Bà Hồn, đưa họ đi đi. Sư phụ, vậy còn sư phụ? Ta làm hậu thuẫn cho mọi người. Không, có đi thì mọi người cùng đi. Vậy đó, Thành Lạc tiền bối.
Đừng nói nữa, yên tâm đi, ta sẽ có cách đối phó xích tốc liền. Không lẽ sư phụ nghĩ ra được kỳ mưu diệu kế gì? Còn nói như vậy, ngược lại đã nhắc nhở ta. Đây là Bách Chiến Kỳ Lược và Kỳ Môn Độn Giáp, hai cuốn thiên hạ kỳ thư này. Bảo ôn, hôm nay sư phụ truyền lại cho con. Sư phụ, bây giờ khoan nói chuyện này, chúng ta hãy cùng đi đi. Nghe lời sư phụ, hôm nay không được thì sau này không còn cơ hội. Mọi người hãy nghe lão phu nói, lão phu đã là phế nhân, không thể liên lụy mọi người trong phút sống chết. Sư phụ à, con sẽ cõng sư phụ. Tiên bối, tiên bối đừng cố chấp nữa mà. Nghe lời sư phụ đi, lão phu đã già rồi, khí thế anh hùng của lão phu toàn bộ đã phai tàn theo năm tháng rồi. Còn ba người chính là anh hùng xuất thiếu niên, lớp sống sau sau lớp sống trước, chính là lúc rồng phi tứ hải. Lão phu không thể trở thành gánh nặng của mọi người, nếu không là làm trái ý trời. Sư phụ, đi, đi cùng với con đi. Cố gắng trân trọng mình đi, cả ba người đều là người làm việc lớn, sau này còn rất nhiều đại nghiệp đợi mọi người tạo dựng. Bà ôn, cố gắng phò tá Nguyên Chương huynh đệ của con tạo dựng đại nghiệp, giúp ba tánh thoát khỏi khốn cùng. Sư phụ, Thành Lạc tiên bối, lão phu biết cái hạn của mình đã đến, ý trời khó cãi, mọi người hãy mau đi đi, nếu không thì lão phu sẽ giận đó. Thành Lạc tiên bối, chúng tôi đã nợ ông, kiếp sau báo đáp. Bà ôn, sư phụ, mau đi đi, đi đi. Sư phụ, đi đi, chúng ta đi, nếu không sẽ phụ tấm lòng của Thành Lạc tiền bối. Sư phụ, đi đi, đi mau. Sư phụ, sư phụ, sư phụ. Bà ôn, đưa họ đi đi. Sư phụ, mau đi. Sư phụ, đi đi bà ôn, đi mau đi. Đi đi. Sư phụ, Trương Quân Bảo, Quả Lan, Xích Tất Liệt đại sư, đại giáo quan lâm, không kịp đón tiếp. Thì ra là Thành Lạc quốc sư. Ta không ngờ quốc sư cũng đến đây coi trò náo nhiệt. Không dám, lão phu đã quy ẩn trong rừng, vốn muốn sống ngày tháng yên tịnh mây nhàn hạt nội, nhưng mà không ngờ phiền não lại tìm đến tận nhà. Quốc sư quả là phẩm vị thanh cao, người nói quốc sư không chịu nghe theo chỉ lệnh của Bá Nhan thừa tướng đi tiêu diệt núi Võ Đàng, thà tự phế võ công đi bày tỏ ý chí, tại hạ không phục. Lão phu chỉ là một phế nhân, không đáng nhắc đến. Xin hỏi ý đến hôm nay của đại sư. Mau giao Trương Quân Bảo ra. Lùi xuống. Thành Lạc quốc sư, rộng lòng thứ lỗi, thứ lỗi tiểu đồ đã vô lễ. Xem ra hôm nay lão phu không giao người ra, hai vị sẽ không tha cho lão phu. Nghe được giao công kinh thế của Thành Lạc quốc sư, tại hạ muốn thỉnh giáo dạy chiêu từ lâu. Đáng tiếc bây giờ tình trạng này của tại hạ đâu thể ý mạnh hiếp yếu được. Quốc sư tuy đã mất hết võ công, nhưng mà thành tích học võ vẫn còn, đồng khẩu bất đồng thủ vẫn còn có thể. Hôm nay mong Thành Lạc quốc sư không tiếc chỉ dạy. Nếu là như vậy thì lão phu cũng đành cố gắng hết mình thôi. Mau mắn lắm, tại hạ nói lời cảm ơn Thành Lạc quốc sư trước. Quốc sư xin chú ý, tại hạ phải xuất chiêu đây. Liệt Quả Đằng Vân, Ngưỡng Nguyệt Thừa Lâm, Hoành Không Xuất Thế, Trường Hồng Quán Nhật,
Hứt. Chết tình quán đâu? Cao sơn lưu thủy. Viên Giang đảo hải. Thành phong phân quý. Dân đỏ tận linh. Hàng mai thố nhụy. Rồi. Cổ phát quý địa. Dịp để lưu liên. Lò chấn tứ phương. Sơ hạnh dân tử. Phong hoa lạc nghiêng. Tài nghệ của đại sư cao cường hơn lão phu. Lão phu chịu thua. Chiêu vừa rồi của đại sư đã có thể dồn lão phu vào chỗ chết. Bình hoa lạc nghiễn đã không còn cứu nổi. Trời ơi, đừng có lo lắng nữa. Tôi nghĩ Thành Lạc tiền bối nhất định có cách đối phó Xích Thất Liệt. Thành Lạc tiền bối phước lớn mạng lớn, nhất định sẽ hóa rủi thành lành. Cũng mong là vậy. Lòng tốt của Thành Lạc tiền bối chúng ta nhất định phải ghi nhớ. Vừa đói bụng vừa mệt mỏi nữa, chúng ta nên tìm chỗ nào ăn cơm mới phải chứ. Người ta nói trên có tiên đàn chỉ có tô hàng. Chúng ta đã vào ranh giới của Tô Châu nhưng lại không phát hiện có cảm giác thiên đàng. Phải, chúng ta không ra tích sự gì, bây giờ phải làm sao đi? Nè Nguyên Chương, nếu bây giờ cho huynh một quả núi vàng, huynh sẽ làm sao? Cho tôi một quả núi vàng, tôi sẽ tổ chức một đội quân gây dựng lại sự nghiệp, bình định lại thiên hạ. Tốt, vậy mới có bản sắc bá chủ. Ê Lưu tiên sinh, huynh nói có vẻ đã có tính toán sẵn, nói ra nghe thử đi. Nè, hai người khoan nóng vội, chúng ta đến Tô Châu rồi, có chuyện gì cũng không cần phải lo nữa. Ê, sao lại không lo? Phải đó. Hai người quên rồi sao? Thẩm Vạn Tam người giàu có nhất ở Tô Châu, lần này chúng ta phải nói là trở lại chốn xưa. Đâu phải huynh không hiểu con người Thẩm Vạn Tam, cái gì cũng tính kỹ từng ly từng tí. Giờ chúng ta đang sa sút, ông ta giúp chúng ta mới lạ đó. Không sai, Thẩm Vạn Tam là một thương buôn, nhưng mà lần này chúng ta bằng việc làm ăn, bằng việc buôn bán với ông ta. Chúng ta bằng việc buôn bán với ông ta, chúng ta không đáng quan tiền nào, làm sao bằng với ông ta? Phải đó. Ai nói chúng ta không đáng quan tiền nào? Chỉ cần hai cậu làm theo lời nói của tôi, tôi nhất định sẽ bắt Thẩm Vạn Tam trượng nghĩa, không tiếc của gian trọng đôi tay đó. Huynh không phải nói đùa chứ? Làm thế nào? Ê, làm sao tôi lại nói đùa? Vốn của chúng ta chính là huynh đó. Tôi? Phải. Chỉ cần cậu có thể giành được trái tim của Thẩm tiểu thư thì tiền của Thẩm Vạn Tam toàn bộ sẽ là của cậu. Ê bao ông, huynh làm vậy là làm nhục cho Nguyên Chương này. Phải đó, câu nói này không thỏa đáng chút nào. Hai vị huynh đệ, tôi tuyệt đối không có ý này, hai người đừng có hiểu lầm. Nè, nhân duyên của huynh và Thẩm cô nương là do trời sắp đặt, chẳng qua là tôi mượn sức dùng sức thôi. Tôi và Thẩm cô nương thật sự tình đầu ý hợp, nhưng bắt tôi lợi dụng tình cảm của Thẩm cô nương tạo dựng tương lai của mình, tôi không đồng ý. Phải đó đại ca, để đứng về phía của huynh. Nè nè, đi đi. Đi đâu? Không phải huynh đang nhớ Thẩm cô nương sao? Bây giờ chúng ta sẽ đến Thẩm Gia Trang. Thẩm Gia Trang? Nè đi thôi. Hỏi rễ sen có bao nhiêu tơ, tim sen biết đắng vì ai. Hai hoa lặng lặng khoe nhau sắc, chỉ có nữ nhi chốn xưa. À, lại đọc thơ của Nguyên Hảo Vấn hả? Vấn lương tâm chi di thùy cổ. Tiểu thư à, Tế Kiều biết cô lại nhớ công tử Chu Nguyên Chương rồi. Hay là chúng ta lại lén lút trốn ra ngoài, đến nơi quân trại của Quách Tử Hưng tìm anh ấy được không? Người nói nhảm gì vậy? Nếu để cha ta nghe được, coi chừng bị lột da đó. Đúng là làm ơn mất quán. Lẽ ra Tế Kiều đến để giải khuây cho đại tiểu thư, nhưng kết cục là bị mắng cho một trận. Để ta xem. Nè, trời ơi đẹp quá. Bói quẻ coi mạng đây. Thiết khẩu lưu ngôn, cả năm tốt xấu chỉ dẫn bến mê. Lương duyên do trời định, nguyệt lão nối tơ hồng. Trời có mưa gió khó lường, người có quả phước sớm tối. Lương duyên do trời định, nguyệt lão nối tơ hồng. Có phải thầy bói không? Có cần Tế Kiều ra gọi ông ấy vào không?
cũng được, đi đi. Dạ, Tế Kiều đi. Mời tiên sinh vào đây. À được. Tiểu thư. Mời tiên sinh ngồi. À được. Xin hỏi tiểu thư, muốn đoán chữ hỏi quẻ hay là coi tử vi bối vận hạn? Nhờ tiên sinh coi tử vi, cái vận hạn của tiểu nữ thế nào? À, thực ra chỉ nhìn diện tướng tiểu thư đã biết tiểu thư môn đệ thanh cao, bên ngoài ngoại phát lộc ngoại, về nhà nội phát lộc nội, lương duyên giai tế muốn là có được. Chuyện sau này còn chưa biết được, nhưng bây giờ khiến tiểu nữ rất phiền não. Trong lòng tiểu thư đang lo cho Chu công tử, có phải gì không? Tiên sinh là... Thưa lỗi tại hạ có sự đắc tội. Tại hạ là Lưu Bá Ôn do Chu công tử phái đến đây. Chu công tử, Chu tướng quân vẫn khỏe chứ? Mong sau này đại tiểu thư đừng gọi là Chu tướng quân nữa. Chu công tử đã ân đoạn nghĩa tuyệt với Quách Tử Hương từ lâu rồi, lúc này đang là tiền lộ mênh mông. Sao lại như vậy? Kể ra rất là dài dòng, nhưng mà chuyện này đã qua rồi. Bây giờ Chu công tử sủng nhục đều quên hết. Điều duy nhất khiến Chu công tử không thể an tâm chính là ơn tri ngộ mà tiểu thư đối với huynh ấy. Tiểu thư nhà tôi cũng như vậy, lúc nào cũng nhớ đến huynh ấy. Nhiều chuyện. Thăm đại tiểu thư, không giấu gì cô, vì Quách Tử Hương thưởng phạt không rõ, thị phi không phân, Chu công tử phẫn nộ quá rời khỏi Quách đại doanh, đang muốn dựng lại sự nghiệp, tự dựng môn hộ. Đáng tiếc là muôn ngàn đầu mối, không biết bắt tay từ đâu. Dạ, sự khởi đầu nan, chỉ cần có lòng nhất định có thể ước gì được đấy. Tôi cũng muốn góp chút sức nhỏ giúp Chu công tử, có điều không biết phải làm thế nào. Thẩm tiểu thư, chuyện này không cần làm phiền Thẩm tiểu thư. Chỉ cần là tiểu thư có thể làm theo lời của tại hạ, chuyện còn lại chúng tôi sẽ có sự sắp xếp. Lão gia, bên ngoài có hai người trẻ tuổi xin gặp. Họ là ai? Họ tên Chu Nguyên Chương và Trương Quân Bảo. Lại là hai kẻ nghèo mạt này đến nhà xin gặp. Không phải mượn tiền thì còn gì nữa, không gặp. Dạ. Lão gia, lão gia, không hay rồi. Có chuyện gì mà ngươi hốt hoảng vậy? Tiểu thư đột nhiên mắc bệnh nặng, không thể dậy nổi. Dung Nhi, thật ra con bị sao vậy? Dung Nhi, con đừng làm cho cha sợ. Cha, có thể Dung Nhi không thể báo hiếu cho cha được. Trời ơi, sao con lại nói như vậy? Dung Nhi, dù xảy ra chuyện gì con cứ việc nói với cha. Con nghĩ có thể là trước đây cha đã nợ người ta, hôm nay họ đến đây để đòi nợ. Hả? Cái cha có là tiền, chỉ có người khác nợ tiền cha, làm gì có chuyện cha nợ người ta. Nhưng mà tối hôm qua Dung Nhi mơ thấy Thổ Địa Công Công mắng Dung Nhi một trận. Ông nói Thẩm gia chúng ta mắc nợ không trả, lại nói gì Thẩm đại tài chủ vía nặng, tạm thời không thể gây phiền phức cho ông ta, nên đành tìm con gái ông ta để đòi. Ông vừa nói vừa dùng gậy đập vào đầu của con. Rốt cuộc sau khi tỉnh dậy thì đầu đau không ngừng, giống như muốn nứt ra vậy. Có chuyện như vậy thật sao? Có thể Dung Nhi không còn sống được bao lâu, nhưng mà có thể thay cha trả nợ kiếp sau cũng là cơ hội tốt để Dung Nhi được báo hiếu. Đại tiểu thư. Dung Nhi, có phải là cha đã gây ra nghiệp chướng gì hay không? Lão gia, con nhớ có một người tên là Chu Nguyên Chương đã từng cứu tiểu thư trong Hoàng Giác Tự, sau đó thì trở thành khâm phạm của triều đình, chịu không ít cực khổ. Cũng không biết bây giờ huynh ấy đang ở đâu, bằng không nên trả ơn người ta đàng hoàng, biết đâu bệnh của tiểu thư sẽ chữa khỏi được.
Phải, đúng là con người tên là Chu Nguyên Chương vừa rồi đã đến đây tìm cha Tế Kiều. Ta đoán họ đi chưa có xa, mau đi tìm họ về. Dạ lão gia. Dung Nhi còn đau đầu hả? Đi tìm cậu ta về hả? Lão gia, Chu công tử và Trương công tử đã đến rồi. Ồ, vị này là Lưu đại phu đã bắt mạch cho tiểu thư. Thâm lão gia, đúng là trên đời nơi nào mà không gặp, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Rất vui được đón tiếp, hoan nghênh. Thâm lão gia, lần này chúng tôi đi ngang qua Tô Châu, sẵn để ghé thăm ông. Ta biết mà, mấy cậu đến tìm ta nhất định là đang gặp khó khăn. Không sao, mấy cậu muốn mượn bao nhiêu tiền cứ việc nói ra. Thâm lão gia, ông đã hiểu lầm rồi. Hiểu lầm. Thâm lão gia, lần này chúng tôi đến gặp ông chỉ vì tình nghĩa bằng hữu, sau khi gặp rồi chúng tôi sẽ đi ngay. Cáo từ. Nè, sao lại đi dội như vậy? Lão gia, ông đã làm họ giận rồi đó. Vậy sao? Vị này. Dạ, tại hạ Lưu Bá Ôn. Chào Thẩm lão gia. Dạ, đây là đại phu đến bắt mạch cho đại tiểu thư, mà còn biết coi phong thủy nữa. Tiên sinh cũng biết coi phong thủy sao? Thẩm lão gia, bệnh của Lệnh Thiên Kim thực sự là không nhẹ. Tiên sinh có cao kiến gì? Gần đây Lệnh Thiên Kim đã mắc căn bệnh lạ. Theo tại hạ thấy, đó là do năm nay là năm hạn, hơn nữa thức sát đeo bám mà ra. Thỉnh giáo tiên sinh có cách nào hóa giải được không? Coi phong thủy của quý phủ thật sự khác với mọi người. Khác với mọi người? Nhưng mà tiên sinh làm sao vậy? Kiếm tiền càng nhiều thì nợ của kiếp sau cũng càng nhiều. Nhìn bề ngoài của quý phủ giàu sang lộng lẫy, nhưng mà gần đây có người khuất mặt đến đây đòi nợ. Đúng. Tiên sinh đúng là cao nhân. Thâm lão gia, nhìn ông mặt mày rất là hồng hào, theo đạo lý người khuất mặt sẽ không đến đòi nợ ông đâu. Phải rồi, bây giờ tìm con gái của tôi để gây khó dễ. Phải, nhất định là con gái của ông đã phạm tam nương sát. Phạm tam nương sát? Ừ, con gái mà chưa có gả chồng một khi phạm tam nương sát, e là mạng sống của họ sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Trời ơi, vậy mau cứu tiểu nữ đi. Rất khó. Tiên sinh, trong mắt Thẩm Vạn Tam không có chuyện gì không lo được. Tiên sinh cần bao nhiêu tiền cứ việc nói ra. Nè, tôi có một số ngân phiếu ở đây. Thẩm lão gia, tiền đương nhiên là phải xài, nhưng mà người lần này đến đòi nợ mang thù oán quá nặng, hơn nữa tam nương sát kinh động đến thần linh, do đó càng khó khăn hơn nhiều. Kinh động đến thần linh? Trời, tiên sinh, bất cứ giá nào tiên sinh cũng phải cứu tiểu nữ. Tôi nhất định hậu tạ cho tiên sinh. Nè, cầm lấy đi. Được rồi, Thâm lão gia, ông đã có thành ý như vậy thì tôi can đảm thử coi sao. Bây giờ chỉ có một cách để giải cứu cho Lệnh Thiên Kim thôi. Hả? Đó là cách gì? Đó chính là Thâm lão gia phải lập tức đi tìm hai chàng trai có khí dương cương, có tử di thập linh thần ở lại trong phủ để tăng thêm dương khí, rồi tại hạ sẽ dùng phép bẩm báo với trời cao xin lượng thứ, vậy là sẽ cứu được. Vậy tôi biết đến đâu tìm chàng trai dương cương có tử di thập linh thần gì đó. Dạ, mời. Được. Ở sảnh nhỏ này có 3 phòng, các vị mỗi người ở 1 phòng, các vị có gì cần giúp có thể đến tìm tôi. Còn nữa, lão gia có dặn bên trái tay là chỗ ở của nữ quyến, người ngoài không thể đến đó được. Các vị xin nhớ giùm. Vậy tôi cáo từ nha. Được, đi thông thả. Không sao đâu, có thể vào ở là bước được một bước của thành công rồi. Thực tình tôi không biết
lần này chúng ta đến Thẩm Gia Trang là đúng hay sai? Nguyên Chương huynh, huynh lo nghĩ nhiều quá rồi. À, đại ca, đệ tin là Thẩm cô nương cũng rất nhớ huynh. Thẩm lão già này cũng thiệt là cả bình nước cũng không có. Tôi cũng đói bụng rồi. Anh nè, Quân Bảo, hả? Phiền cậu ra ngoài phố mua đồ ăn thức uống về cho tôi có được không? Được. Cảm ơn cậu. Tôi đi nha. Nguyên Chương, tôi biết là trong lòng huynh đang nghĩ gì. Huynh cảm thấy động cơ của tôi không được đơn thuần, lợi dụng Thẩm cô nương có phải gì không? Không.